chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ thì Tường sẽ giới thiệu cho quý vị hai gương mặt của ngày hôm nay. Bạn nam ngồi đây rồi, chà, rực rỡ quá nha quý vị. Bây giờ Tường sẽ ra đưa bạn gái vào ạ. Rồi, bên trái mình có cái ghế nha, bước qua trái chút xíu. Rồi, mời cả hai bạn tháo mặt nạ ra nha. Bây giờ thì hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Mời em trai nói trước. Xin chào khán giả, em tên là Nguyễn Đình Kến, hôm nay em 31 tuổi. Công việc hiện tại em là nhân viên công ty bao bì Cái Tông. Quê em ở đâu? Quê em ở miền Trung, hiện nay em công tác ở Dĩ An, Bình Dương. Quê Phú Yên, công tác Dĩ An, Bình Dương. Mình vào trong Bình Dương là lâu mau rồi? Năm nay được 20 năm rồi. 20 năm? Vậy là ngoài Phú Yên coi như là cũng mất gốc rồi phải không? Dạ. Ba mẹ vô đây luôn hết luôn rồi. Mẹ vậy còn ấy đi anh chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Kết là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, chơi thể thao. Điểm yếu của em là hay ngủ dậy chợ. Bộ thức khuya lắm hả? Không, đi làm về thức khuya. Điểm mạnh là thể thao, là thể thao là cụ thể là môn gì? Anh đá banh là trọng tài. Làm trọng tài? Dạ. Đá banh là đá banh ở đâu? Ở các sân ở các Bình Dương, các tỉnh Bình Dương. À, khi mình đá công ty này, công ty kia, công ty nọ hả? Dạ. À, là em là thường làm thủ môn? Em là hậu vệ. Hậu vệ. Có thành tích gì không? Năm vừa rồi được vô địch của giải BKMS. Cái đội của em có cái tên gọi là gì không? FC Mỹ của VTT mình. Vậy là mình nói chung là cũng trong đội đá chuyên nghiệp của tỉnh rồi ha? Dạ. Ủa nhưng mà nó nghe nè, nếu mà hậu vệ là phải chạy dữ lắm mà sao tôi thấy cái tướng bữa nay nó hơi xồ vậy? Chạy nhiều mà nó thấy nó cũng tiếng cũng vậy. Vậy hả? Dạ. Ủa giờ lúc đá lúc chạy là cũng vậy luôn hả? Chạy vậy luôn, nó không có xuống ký mà không có tăng ký, cứ đầm đầm. Chạy nổi không? Nổi. Hiện tại giờ là còn đá không hay là giờ làm nhiệm vụ gì? Giờ nghỉ rồi mà làm bên chuyên môn trọng tài. Chuyên môn trọng tài. Ủa sao tự nhiên đang đá hậu vệ mà giờ ra làm trọng tài? Tại giờ nghề đó nó lâu quá, anh em bây giờ thích nghề nào mình đi chọn nghề đó. À, là bây giờ người ta mời mình làm trọng tài luôn rồi. Dạ. Wow, quá tuyệt vời. Đó là một số những cái thông tin cơ bản của Kết ha. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Kết, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Bích Nguyên. Em cũng sinh năm 1992. Em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Công việc hiện tại của em là nhân viên đặt phòng khách sạn. Ủa vậy làm việc là ở chung gần ông này rồi. Làm việc Bình Dương ở chỗ nào? Dạ, ở Bình Dương em đang ở Thuận An. Thuận An, Dĩ An thấy cũng gần quá kìa. Chung chữ An kìa mà có gần nhau không vậy? Gần. Gần hả? Dạ. Ồ, vậy là cũng dễ trong việc qua lại thăm hỏi ha. Dạ. Quê mình ở đâu cơ? Nguyên quán của em là ở Bình Định. Nhưng mà ba với mẹ em thì đang sống ở tỉnh Bình Phước. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Em siêng năng làm việc, hiền lành, dịu dàng. Hiền lành, dịu dàng. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là em bị não cá vàng. Em bị chậm chạp một xíu. Mình làm có chậm không? Rồi có nào bị chủ la chưa? Dạ, lúc đầu mới vô làm thì cũng bị la. Nhưng mà em cố gắng trong công việc á, cho nên là cái đó cải thiện được chị. À, lúc rảnh rỗi thì mình làm gì cưng? Lúc em rảnh rỗi thì em thích nói chuyện với bạn bè của em, nói chuyện với người thân. Cũng có ra ngoài giao du bạn bè vậy hả? Lâu lâu thì cũng đi ăn uống, đi dạo chơi. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình chính thức nào. Chưa có mối tình nào? Tại sao? Dạ, em nghĩ là do em chưa có gặp được một người phù hợp với em. Nhưng mà từ xưa giờ em có để ý ai hay là em có thích ai chưa? Lúc đó là chỉ có đi chơi, ăn uống. Xong rồi lúc đó em cũng không có đặt nặng về chuyện tình cảm. Sau mà một thời gian sau thì tự động hai bên không liên lạc nữa thì thôi luôn chị. Chứ không có quen chính thức. Vậy thì em có biết là có ai cũng để ý mình không? Thích mình mà tại vì mình không thích không? Chắc cũng có chị, tại vì con gái thì cũng có vài người thích thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hiện tại em không có đang quen chính thức ai hết. Nên em có khó tính quá không? Hay là mình đặt tiêu chí cao quá không? Em không có đặt tiêu chí cao đâu chị. Tại vì chưa gặp đúng người thôi. Rồi bây giờ cái người mà em mong muốn là cái người đó như thế nào nè? Em mong muốn tìm một người bạn trai mà người đó cũng siêng năng làm việc. Biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Có ý chí cầu tiến. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi.
tính cách, có điều gì thích không thích ở người đàn ông không? Thì em thích một người biết quan tâm, chia sẻ với em. Do là em cũng ít nói cho nên em thích bạn trai chủ động. Còn em không thích người bạn trai mà người đó tính toán quá thì em không thích. Chi ly quá. Dạ đúng rồi. Rồi, chị hy vọng là hôm nay để coi như thế nào. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì cũng cố gắng là mở rộng trái tim mình ra, cho bản thân mình một cơ hội. Thật ra ở ngoài đường phố đó cơ hội nó cũng nhiều lắm. Hàng ngày trên đường mình đi làm, mình tiếp xúc gặp gỡ bạn bè, mình cũng tia tia coi có ai nhìn mình để ý mình không. Hạ tiêu chuẩn xuống một chút nha, phải có tình yêu cho cuộc sống nó tươi đẹp. Rồi, tới phiên em, kết tình trường mình như thế nào? Có một mối tình quen nhau, tìm hiểu được 3 tháng này, bạn đó đi nước ngoài, bạn đi học, về học đúng 3 năm, về gặp lại bạn không nói năng gì hết. Trong lúc 3 năm mà bạn đó đi học thì mình có liên lạc qua lại gì với nhau không? Bạn bè vẫn liên lạc nhau, nhắn tin rồi hỏi thăm nhau, còn về sau không liên lạc nào. Chị, câu chuyện đó là cách đây bao lâu rồi? Cách đây năm 2009 đó chị. Rồi từ đó tới nay rồi có để ý ai khác nữa không? Không, tập trung làm việc thôi, không để ý ai. Tập trung làm việc. Bây giờ công việc của em đã ổn định chưa? Đã ổn định luôn. Mình mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thường là bạn gái, kiểu gái mình là chăm sóc chồng, yêu thương, chia sẻ niềm vui như nhau. Vậy là tình trường mình cũng chưa có nhiều. Nhưng mà bên đây bạn gái cũng vậy, cũng là người chưa có bạn trai luôn. Cho nên người ta cũng rụt rè, ta ít nói. Thì em phải là người chủ động chứ không là cũng rất là khó à. Cố gắng tự tin lên, chủ động lên nha. Thật ra cái mối tình mà mới 3 tháng cũng chưa có tiến triển gì nhiều phải không? Xong 3 tháng đó người ta bà đi nước ngoài á, người ta không nhắn tin cho mình nữa. Lúc đó em buồn không? Không có buồn, mình tự tin mình sống thôi, không có gì mình buồn. Nhưng mà sao mấy năm nay không để ý ai khác hết trơn hả? Em tập trung làm việc nha, em đi nước ngoài nhiều á. Đi nước ngoài? Dạ, công ty cho đi nước ngoài nhiều á, để học tập lên theo. Là mình qua để mình nâng cao tay nghề á? Dạ, đúng rồi chị. Là đi nước nào? Đi từ nước Thái thôi không? À, đi nước Thái thôi mà em cũng thường xuyên đi. Em đi cứ 1 tháng em đi 10 ngày. Trời đất ơi. Ủa sao làm việc Việt Nam mà 1 tháng đi Thái 10 ngày luôn? Dạ, đi 10 ngày. Vậy thì cũng tốt, có cơ hội đi ra ngoài mình cũng mở mang được cái kiến thức với tầm nhìn của mình ha. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người bạn gái là có những cái ngoại hình như thế nào? Mình dễ thương và xinh xắn, da nó trắng được. Da trắng, trời ơi, dễ thương. Rồi, cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Đi chơi vừa khuya. Em thích phụ nữ dạng truyền thống một xíu hay là hiện đại? Truyền thống. Điểm mạnh điểm yếu của em? Em siêng năng làm việc, hiền lành dịu dàng. Nếu mà mình cảm thấy có một cái đối tượng phù hợp, mình quen nhau, mình tìm hiểu thì em đã sẵn sàng tới kết hôn chưa? Để em sẵn sàng để tìm hiểu nhau và để tính. Bao lâu kết hôn thì được? Một năm. Giờ em đã có những gì để chuẩn bị cho hôn nhân rồi? Có nhà, có đất, có tiền. Có nhà, có đất, có tiền luôn rồi. Hay dữ vậy ta. Em sống một mình hay sống với ai? Em sống với anh chị. Rồi mai mốt là lấy vợ về là ở sống chung với anh chị luôn hay là ở riêng? À, ở với nhà mẹ cho riêng. Nhà mẹ cho riêng nữa. À. Rồi có đất là đất của ai? Đất đó là của ai? Đất là của em. Là em mua riêng nữa. À. Chà, giỏi dữ ta. Ờ, vậy được nha. Đó là một số những cái thông tin của hai bạn. Mình có hình ảnh gì không? Năm cô gái này nè. Ngũ Lâm công chúa. Em lựa đi, hôm nay có một người chị làm mai cho em. Trời ơi, cái vậy làm sao biết đường người ta lựa ông nội ơi. Trời ơi, nguyên một đội bóng mà em kiếm sao kiếm ảnh cho ra. Có cái hình là chụp ít người thôi, đông dữ vậy. Trong những cô này em nghĩ là cô nào? Cô này chứ. Tại sao lại chọn cô đó? Lý do? Nhìn nãy cô nói mà mít 6. Em nghĩ là vậy. Em cao mít 6 hả Cưng? Dạ, nếu như mà mang dép cao vô thì cũng được mấy sáu. Ủa nãy anh ta có nói mấy sáu hồi nào đâu mà tự nhiên em... Em đoán là như này. À, em đoán người đó. Rồi, đoán cái cô chính giữa màu đen á. Rồi, bên đây. Trời ơi, tôi nhìn mặt còn không rõ nữa sao mà đoán. Hậu vệ mình đoán, hậu vệ có lẽ đứng đằng sau không ta? Em đoán là anh này chị. Ủa sao tự nhiên đoán anh đó vậy? À, tại nãy chị nói mập mập á hả? Dạ đúng rồi, em nghĩ là anh sẽ hơi ngọt chút. Thì thôi, bây giờ mở cửa trái tim đi chứ tôi cũng không biết, cầm ngay cầm hình nha. Mình hỏi coi đúng không? Trời ơi, hay quá, một vài lời chia sẻ mà đón hay ghê. Chào anh. Anh ơi, anh ở đâu vậy anh? Đứng từ hàng thứ hai. Anh đứng từ sau đúng không? Đúng rồi. Là người thứ hai. Hàng thứ hai, người thứ hai là? Người thứ nhất á, hàng thứ hai, người thứ nhất. Đó, đúng bon luôn, bé này hay thiệt luôn. Em đứng nha, được không anh?
Em đứng thứ hai từ bên phải qua anh. Em Trung Quốc rồi đó. Ta cái cô áo trắng kìa. Mấy cô áo đen nó đâu? Ờ, nó đoán cho vui thôi. Thôi, tặng quà đi cưng. Em không có món quà nhỏ anh tặng em. Ồ. Đứng lên được mà, không sao đâu. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một món quà tặng cho anh. Đây là một cây xương rồng. Em thích xương rồng tại vì là ở ngoài thì nó gai góc nhưng mà nó có một sức sống mãnh liệt. Wow. Cảm ơn em. Dễ thương. Rồi ngồi xuống đi. À bây giờ chị nghĩ nè, trước khi mình bắt đầu câu chuyện thì mình phải biểu diễn tài năng chứ. Hôm nay có đem trái banh trái bóng nào theo để biểu diễn không? Có chị. Chứ mình là huy chương vàng mà, cái này thi đấu cho cũng tỉnh đồ chứ đâu phải vừa. Mình coi không? Coi không? Coi. Dạ em thích coi. Rồi. Bây giờ cái tướng nó bự quá, tôi không tin ông chạy vào bao sân được đâu trời. Hậu vệ phải bao sân, bây giờ phải biểu diễn thể lực cho tôi coi. Thì đó hả? Đó tôi 10 cái. Dạ. Bạn gái đếm cho chị nha. 1 2 3 Khỏe, hướng, cà, đất, ngon. Tướng dữ dằn, đứt khoát à. 8 9 10 Khỏe, linh hoạt. Cảm giác đầu tiên của hai bạn khi mà mở cửa trái tim này ra thì cảm giác như thế nào? Dạ em thấy anh Kết dễ thương. Em nghĩ anh sẽ là một người ấm áp, sẽ là một người ấm áp. Biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Em nghĩ là anh sẽ là một người mà trung thực. Trung thực. Dạ. Còn em thì như thế nào? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Xinh, dễ thương, sống đều đặn, hơi sống có tình cảm. Đó đúng cái nguyện vọng của em đăng ký chương trình không? Đúng. Đúng hả? Rồi, bây giờ để tạo một không gian ấm áp cho hai bạn trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn, mời hai bạn sẽ cùng thưởng thức một bữa ăn của chương trình và trò chuyện với nhau. Cái gì cần biết, cần tìm hiểu thì mình cứ hỏi nhau, đừng có ngại ngùng gì hết nha. Em đang ở chợ một mình hả? Dạ, em đang ở một mình. Dạ. Em đang ở một mình. Hình như anh đang ở với anh chị của anh ạ. À? Đúng rồi, anh ở với anh chị. Dạ. Em làm tới đó lâu chưa? Dạ, em làm cũng được một thời gian rồi anh. À. Dạ. Nhưng anh có câu hỏi, em có cách chấp nhận anh là công nhân. Em có cách chấp nhận anh là công nhân. Em nghĩ quan trọng là do tình cảm của hai đứa. Nếu như mà tìm hiểu mà mình có tình cảm với nhau. Em ở đây em hay đi về quê chơi không? Nếu như mà được nghỉ 2-3 ngày thì em mới về. Dạ, tại vì đi cũng hơi tốn thời gian một xíu. Anh về 1 năm anh về 2 lần mà. Anh về là về Phú Yên luôn đúng không anh? Anh về Phú Yên anh chơi. Anh chơi qua được 3 hôm anh vô cũng không chơi nhiều. Thì công việc nó không cho phép mình đâu. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em, anh hỏi đi. Còn một câu nữa, lỡ sau này em có chấp nhận anh về quê sống không? Em nghĩ là tình cảm đủ lớn thì em sẽ chấp nhận. Dạ. Em có câu nào hỏi anh không? Em có câu hỏi muốn đặt cho anh là anh có nghĩ là không gian cá nhân trong một mối quan hệ là cần thiết không anh? Anh có hay kiểm tra điện thoại của người yêu hay là... Không, anh không kiểm tra. Mình đã tin tưởng nhau, mình đã biết nhau, mình tin tưởng nhau. Không có gì, không có tìm hiểu nhau. Câu hỏi em muốn đặt cho anh là em với anh đang trong một mối quan hệ thì anh nghe một người nào đó nói về một tính xấu hoặc là người ta không có vừa ý với em thì lúc đó anh có cái cách hướng như thế nào? Anh phải xử lý, anh phải bảo vệ cho mình thương, anh phải bảo vệ cho mình yêu. Nhưng mà nếu như mà người yêu của anh đúng thật là có cái tính xấu đó thiệt, đúng như người ta nói thì sao anh? Anh phải chấp nhận, anh phải bên cho người yêu của mình. Câu hỏi thứ hai, giữa chồng với tiền bạc em chọn em nào? Giữa chồng và tiền bạc hả anh? À. Tiền thì em có sức khỏe em làm ra được. Nếu như mà có chồng làm ra tiền thì em cũng sẽ có tiền. Cho nên cái tiền là nó không có, nó cũng là một vấn đề nhưng mà em quan trọng tình cảm hơn. Em sẽ nghĩ về tương lai của chồng mình là gì? Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng. Em nghĩ là nhìn về một hướng là được. Em còn có câu nào hỏi với anh nữa. Anh với lại người yêu của anh á thì làm những cái gì cho tăng tình cảm lên anh? Anh thì anh dẫn đi xem phim, đi ăn uống.
Tức là anh dẫn người yêu đi ăn uống là thứ bảy chủ nhật là em bằng cả nào phải dẫn em đi ăn xem phim. Rồi mấy lúc anh đi Thái Lan thì sao? Đi Thái Lan thì phải nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm. Về phải có quà. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ hai bạn cho chị hỏi xíu nè. Chị thấy các bạn đều là những cái người trẻ mà chưa có tình yêu. Thì các em quan điểm như thế nào về thật sự hiện tại trên mạng hay là ngoài xã hội, mình thấy cũng rất là nhiều cái tình trạng là sáng nào mình cũng coi, mà nhiều khi chị mở Facebook ra chị thấy đi quýnh ghen đồ này kia. Có nghĩa là ngoại tình. Thì các em suy nghĩ như thế nào về cái việc đó? Em thì em suy nghĩ là mình phải tin tưởng nhau, cái dù cái gì chuyện xảy ra nhau mình chia sẻ với nhau hết, xong rồi là cái hạnh phúc. Bản thân mình em có nghĩ mình là cái người chung thủy không? Em là yêu ai phải chung thủy hết mình. Nếu như một ngày nào đó em phát hiện người vợ của mình hay người bạn gái của mình đang quen có người thứ ba thì em sẽ xử lý như thế? Em sẽ xử lý từ từ bình tĩnh, em kêu về em xử lý bình tĩnh. Kêu về? Dạ. Xử lý sao nè, nói thử cho nghe coi. Em phải hỏi cái này kia rồi sao, tại sao rồi, để mình chia sẻ với nhau. Mình ví dụ bây giờ em phát biết là người đó thú nhận luôn là người ta đã lỡ say nắng người này người kia vậy đó, thì em có cố gắng để mà kéo người ta tha thứ rồi kéo vợ mình quay trở lại không? Hay là khi em biết người ta thật sự có người thứ ba rồi thì em chấp dứt khoát luôn? Không, em phải giữ lại người mình thương chứ. Phải giữ lại. Để... dù người ta có ngoại tình luôn vẫn giữ lại. Giữ lại. Trời ơi, sao em rộng lượng vậy? Em là con trai mà chồng lượng, bảo che chở cho người yêu mình chứ, che chở cho người yêu mình chứ. Còn em thì em suy nghĩ như thế nào về ngoại tình? Một mối quan hệ tình cảm giữa hai người mà có vấn đề là do từ cả hai phía luôn. Cũng là một phần do lỗi của em nữa. Cái hạnh phúc của em phải cố gắng để gìn giữ nó. Em sẽ không có bỏ đâu, mà em sẽ chỉnh sửa lại trước. Nếu như mà hai vợ chồng còn tình cảm với nhau thì sẽ đi tiếp. Còn nếu như mà thật sự không chỉnh sửa được nữa thì cách giải quyết tốt nhất là để cho ảnh có sự lựa chọn của ảnh. Để cho ảnh có sự lựa chọn của ảnh. Có nghĩa là khi mà ví dụ em phát hiện chồng mình ngoại tình thì em vẫn cố núm níu. Em sẽ chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa. Dạ. Hết khả năng. Dạ. Còn không được nữa thì lúc đó mới là thua. Dạ. Em nghĩ như thế nào về cái việc là có nhiều khi có hai vợ chồng họ hết yêu nhau rồi nhưng mà họ vẫn sống với nhau vì con cái, họ vẫn chịu đựng vì con cái. Em suy nghĩ như thế nào về điều đó? Người ta nói không còn tình thì cũng còn nghĩa. Chuyện hai vợ chồng thì không có phải là chuyện của hai người, mà chuyện của hai bên gia đình, chuyện của con cái, rồi kinh tế, rồi xã hội nữa. Cho nên là em nghĩ là em sẽ cố gắng trong mối quan hệ đó. Cho nên nếu là em vẫn sẽ cố gắng dù hết cái tình yêu thương với chồng, nhưng vì con cái, vì gia đình em cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Dạ, nói chịu đựng thì em nghĩ là cũng thật ra cố gắng cũng giữ lại giữ cái gia đình đó lại. Dạ đúng rồi, em sẽ cố gắng giữ lại cho tới khi mà em không giữ được nữa thì thôi. Em không giữ được nữa thì thôi. Em nghĩ như thế nào? Em phải chia sẻ rồi, phải tối nào chia sẻ với mình yêu. Nhưng mà đến một lúc là em cảm thấy là em không còn yêu cái người vợ đó nữa, nhưng mà em có thể nào chịu đựng vẫn sống với cô ấy vì con cái trong có nhà? Phải em phải chịu đựng sống vì con mình. Nhưng mình không yêu người đó nữa rồi làm sao? Vì sống vì con. Nhưng mình lỡ yêu người khác rồi bây giờ làm sao? Rồi cái người yêu của em nói là bây giờ muốn sống với người ta thì phải ly hôn với gia đình thì mới tới với người mới được, theo tình yêu mới, hay là phải hy sinh tình yêu mới để mà giữ cái gia đình vì vợ, vì con, vì cái? Thì hy sinh thôi, vì con, vì vợ mình thôi. Công nhận mấy bạn trẻ nói chuyện lý tưởng ghê luôn nè. Rồi với những cái tư tưởng như vậy, hy vọng rằng các bạn hãy cố gắng gìn giữ vì đó là cũng là cái nền tảng của đạo đức để giúp cho cái hôn nhân nếu có nó sẽ bền vững hơn. Chứ nếu như ai cũng dễ dàng buông bỏ, ai cũng dễ dàng chạy theo những cái tôi của bản thân, những cái sở thích đam mê của cá nhân thì chắc chắn là sẽ khó có được những cái mái ấm gia đình hạnh phúc. À, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Mẹ em? Với em. Có mẹ với ai nữa? Dạ mẹ với lại em. Mẹ với em luôn. Ồ dạ. Hôm nay em đi với ai? Thì hôm nay em đi một mình. Một mình. Rồi vậy thì Tường mời gia đình mẹ với em trai của bạn nữ vào trong này nha. Dạ chào cô. Chào các Tường xinh đẹp. Dạ cảm ơn cô. Dễ mến. Thế hôm nay cô đến tham gia chương trình, nãy giờ cô ngồi theo dõi câu chuyện của hai bạn ở đây, thì không biết là hiện tại cô có những suy nghĩ và những cái cảm xúc như thế nào ạ? Thì làm cha làm mẹ là cũng muốn là con nó có đôi có lứa. Thấy bé Nguyên nhà mình là nó thấy nó có lủi thủi có một mình à. Dạ. Thấy làm cha làm mẹ mà nó cũng lớn tuổi rồi thì mình cũng tìm sốt ruột cũng tìm cho con có một cái bước đầu.
Ngày hôm nay cô thấy cô có nhận xét như thế nào về bản kết của chương trình? Cháu trai bên này mình thấy là hiền, dễ gần, cũng là người đàn ông của gia đình. Cái đó là mới cái nhìn bên ngoài thôi. Dạ. Bên ngoài thôi, chứ còn sau này thì để cho ông Vương nó tìm hiểu. Cô có ngại bạn ấy chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu không? Sợ không có đủ để mà chăm sóc cái chở che con gái của mình không? Hay là cô thấy như vậy là tốt? Cũng hơi băn khoăn tí. Hơi băn khoăn tí. Nhưng mà bây giờ hai đứa nó cũng lớn rồi thì nó tìm hiểu nhau rồi. Khi mà tình cảm nó chín mùi thì nó có thể đến với nhau. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ hỏi em trai này là em trai ruột hay sao? Trai ruột. Em trai ruột. Đó, cùng là đàn ông như nhau. Thì đó, hôm nay em thấy là anh kết thì thấy như thế nào? Nhận xét cho đúng để chị mình tham khảo nha. Không có ngần ngại gì hết trơn, nghĩ sao nói vậy? Chứ em là em đổ à. Chứ em là em đổ à. Vậy hả? Ủa sao vậy? Tại vì kiểu anh biết quan tâm với lại cái điều mà anh đặt trọng tâm á. Nếu như mà xem bây giờ trọng tâm á, ví dụ như chuyện ảnh quen bạn gái của ảnh á, thì có thể điều mà ảnh đặt nơi chuyện tình yêu khá là nhiều, chứ không ảnh là đặt về công việc rồi kia, có thể là ảnh chưa tìm được. Về mặt khác thì chắc chị em mới tìm hiểu với em. Nhưng mà vậy là cơ bản là cũng may rồi. Cô có gì muốn hỏi thẳng bạn này không cô? Thôi đến tí nữa đi ra ngoài ăn rồi hỏi. Trời ơi, không chưa gì được mời rồi đấy chưa. Hôm nay mời gia đình bên đây nha. Trời ơi, hay quá. Dạ, nhưng trước mắt thì chưa biết hai bạn này như thế nào. Nhưng mà cũng có được cái sự động viên, ủng hộ từ mẹ với em trai, vậy là cũng vui rồi. Dạ, rồi cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn em. Rồi, mình tiếp tục theo dõi câu chuyện của hai bạn nha. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Thật sự là cả hai người không có kinh nghiệm trong tình yêu thì nó có hai vấn đề nó sẽ xảy ra. Một vấn đề là hai người cùng đồng hành với nhau từ những ngày đầu, giống như là tay trắng cùng nhau lập nghiệp vậy đó. Giống như cả hai là những cái mối tình gì đó nó mới mẻ, nó trong sáng với nhau, cả hai cùng xây dựng, cùng vun đắp thì tình yêu nó rất đẹp. Nó cũng có một cái trường hợp ngược lại là cả hai chưa có cái gì hết trơn rồi mà không biết làm gì, mình trớt quớt rồi cuối cùng mình không có vừa lòng nhau. Thì mình đó, cái đó là ăn thua hai bạn thôi. Giờ hai phía hai em nè, hai em còn có điều gì muốn hỏi nhau nữa không? Trước khi là mình sẽ quyết định là có hẹn hò với nhau hay không? Dạ, em nghĩ anh này cũng, anh Kết cũng là người hiền lành trung thực. Em không có câu hỏi gì nữa à? Phía em. Em cũng vậy, em không có câu hỏi gì hết. Rồi, nếu như vậy thì bây giờ mình phải đo cái cảm xúc nữa thôi là được. Em bước qua bên đây, xin phép nắm tay. Mình có thể là ôm bạn gái một cái xã giao. Để làm gì? Để mình coi có người mình nó có rung động hay không. Thấy sao? Thấy ấm không? Người ấm không? Này anh thấy sao? Anh thấy người ấm bình thường. Nếu lần đầu lên chương trình hay hồi chung, em thấy sao? Giờ hỏi em thôi. Dạ em nghĩ gặp anh ở đây thì cũng là một cái duyên. Âm vậy anh cũng duyên. Nhưng mà gặp mình đẹp được em. Giờ mới bữa từ chối hoài á, mày lên được được em. Nếu bữa từ chối là sao? Là đăng ký mà không có thời gian lên quay. Mày đi tin này mình đi quay. Lố bà 10 giây của tôi rồi đó. Rồi, cảm ơn hai bạn. Giờ về vị trí đi. Nói chung là chị Tường cũng tạo cơ hội cho các bạn rồi. Các bạn thì còn khá rụt rè. Thông tin biết về nhau cũng chưa nhiều. Thật ra 30 phút ở trên chương trình á, chỉ đủ cho mình cảm nhận nhau một xíu thôi. Mình hãy dùng cái lý trí cũng như là cái tình cảm của mình xem có cái tại sao mình cho nắm tay, để coi mình có cái cảm xúc hay không. Tại sao mình nghe ý kiến người thân, tại sao mình trò chuyện, để mình cái lý trí mình dùng, mình phán đoán xem cái người này có đáng tin cậy hay không, có đáng để mình trao cái cơ hội ngày hôm nay hay không. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường, cả hai sẽ cùng nhau đặt tay vào nút bấm ở đây. Nếu mình quyết định là hẹn hò thì mình bấm mạnh. Mình không muốn thì mình có quyền là lấy tay ra. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. 1 Anh có câu hỏi, em có hết chấp nhận anh là công nhân. Em nghĩ quan trọng là do tình cảm của hai đứa. Nếu như mà tìm hiểu thì mình có tình cảm với nhau.
trai bên này mình thấy là hiền, dễ gần, cũng là người đàn ông của gia đình. Cái đó là mới cái nhìn bên ngoài thôi. Dạ thôi, chứ còn sau này thì để cho mình tìm hiểu. Ba, hết thời gian, thật là tuyệt vời đúng không quý vị? Rồi qua bên đây đi kết. À, vui quá, tôi sợ. Tôi sợ hai người không bấm nút với nhau quá hà. Tôi sợ cô này cô chưa chịu nè, nắm tay nè. Cho chị hỏi một câu nè. Cái bấm nút này của em á, bao nhiêu phần trăm là do em muốn, bao nhiêu phần trăm là do mẹ với em trai tác động? Em nghĩ mẹ với em cũng không có tác động được em đâu. Nhưng mà là do em muốn tìm hiểu. Wow, thật là dễ thương. Vậy thì kết á, phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này nha. Bây giờ có công nghệ nữa, liên hệ nhau thường xuyên, thăm hỏi nhau mỗi ngày, rồi cố gắng hàng tuần gặp gỡ nhau để mình vun đắp thêm cái tình cảm nha. Hãy trân trọng, đây là một cái tình yêu đầu đời của người ta, mình phải trân trọng, phải nắm bắt nha. Chưa, tôi là làm hết khả năng tôi làm mai mối, mà có giữ được hay không là do cái tài năng của em nha, do sự chân thành của em nha. Tí ra mời mẹ mời bác chứ em đi ăn như cùng con nha. Rồi chị Tường có món quà từ chương trình gửi tặng cho em để làm đẹp nha. Rất là vui đúng không quý vị? Dạ, ngày hôm nay cặp đôi đã thành công rồi. Và chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là gói Ruby của Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu. Không chỉ với những người độc thân đâu, mà còn với các cặp đôi. Thì Speak Couple cũng có những cái tính năng hấp dẫn giúp cho bạn yêu và hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình nha. Chương trình Bà Mối Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.